hành trình sang Lào ăn Tết lần này thì nó sẽ khác hơn hai chuyến hành trình khác Bùi Hồ đặt chân sang đất Lào. Đây là một cái chuyến hành trình với lộ trình dài hơn 600 km, di chuyển hơn 12 tiếng đồng hồ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại quận Tân Bình thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Giờ này là gần 3 giờ sáng. Bùi Hồ bắt một cái chuyến xe từ thành phố Hồ Chí Minh sang lại Chăm Ba Sắc, thành phố Bắc Xới của Lào. Vì những ngày tới đây á, ở Lào có một cái lễ hội gọi là Tết, Tết của Lào. Thì để hiểu thêm về cái phong tục Tết Lào thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị ở những cái đoạn video tiếp theo, từ thành phố Hồ Chí Minh sang Lào như thế nào. Mời cô bác anh chị cùng vô đây ha. Đây là chuyến xe Bình Minh. Chuyến xe này mỗi một ngày chỉ có một chuyến thôi, di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Lào. Giá vé là mỗi một chuyến đi là mỗi một người á, một hành khách là 1 triệu đồng. Và di chuyển từ 3 giờ sáng cho đến là 4 giờ chiều sẽ đến ngay tỉnh Chăm Ba Sắc, thành phố Bắc Xới của Lào nha mọi người. Bây giờ thì mình cũng bắt đầu chuẩn bị một cái hành trình lên xe với thời gian di chuyển hơn 12 tiếng đồng hồ để đến được đất nước bạn Lào. Để di chuyển từ Việt Nam sang Lào thì các bạn có thể chọn cái phương án là di chuyển bay từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến là Viêng Chăn hoặc là một số tỉnh như là Bắc Xế. Tuy nhiên Nam và Lào khai thác về những cái chuyến bay thương mại cũng khá là ít, nên chi phí bay thì cũng khá là cao. Và Bùi Hồ mỗi lần di chuyển sang Lào đó, đa số là chọn cái phương án là di chuyển đường bộ. Những lần sang Lào trước đây thì Bùi Hồ sẽ bay lên phố núi Pleiku, Gia Lai, sau đó bắt xe từ Pleiku sang lại tỉnh Chăm Ba Sắc của Lào. Và lần này thì Bùi Hồ sẽ đi một cái chuyến xe, đó là chuyến xe Bình Minh vào lúc 3 giờ khuya. Thì cái chuyến đi như thế này thì các bạn phải tiện hơn. Và địa chỉ chuyến xe này đó nằm ở số 137 đường Phan Quyết, thuộc phường 15 quận Tân Bình của thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xe của mình cũng đang đón khách và nhận khách để bắt đầu di chuyển với mọi người. Trong cái quá trình di chuyển này đó thì chuyến xe này sẽ bắt buộc quá cảnh ở Campuchia, rồi sau đó mới xuất cảnh sang Lào. Nó có một cái thủ tục nó hơi lòng vòng một tí xíu. Và giá vé 1 triệu đồng cho một người, bao gồm cả chi phí ăn uống và xe lo hết luôn đó mọi người. Bây giờ thì cũng đang nhận khách lên. Cô bác quý anh chị hãy cứ đợi một hành trình di chuyển từ Việt Nam sang Lào như thế nào bằng đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh nha. Bùi Hồ sẽ chia sẻ rõ để cho mọi người biết, có thể rõ hơn. Những lần di chuyển trước đây thì có vẻ là khá là cực hơn so với di chuyển lần này. Vậy là sau hơn 3 tiếng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Hồ đang có mặt tại địa phận của tỉnh Bình Phước. Và đây là một cái trạm dừng chân của nhà xe cô bác quý anh chị. Đây là quán cơm số 79. Trong chuyến hành trình sang Lào ăn Tết lần này thì nó sẽ khác hơn hai chuyến hành trình khác Bùi Hồ đặt chân sang đất Lào. Ở chuyến hành trình này thì Bùi Hồ sẽ di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi qua cửa khẩu Hoa Lư, sau đó nhập cảnh Campuchia và xuất cảnh sang Lào và nhập cảnh sang Lào. Đây là một cái chuyến hành trình với lộ trình dài hơn 600 km, di chuyển hơn 12 tiếng đồng hồ. Và trên cái lộ trình đó cũng khá là dài, cũng như là cái thời gian ăn Tết ở Lào và lưu trú của các anh em. Còn bây giờ mời cô bác quý anh chị vào trong bên đây để chúng ta dùng một bữa sáng nha. Ở đây có hủ tiếu xương heo, bún bò Huế, cơm sườn với ốc la. Cái này là nhà xe đã lo hết rồi đúng không? Rồi, mình nhà xe ăn thì nhà xe cho, nhưng mà uống nước thì mình thì uống nước ngọt hơn gì thì. Dạ. Thôi cho em một tô hủ tiếu. Ở đây thì nhà xe Bình Minh đã lo hết trong cả cái tiền vé luôn rồi mọi người. Nên mình an tâm mình ăn. Rồi sau đó thì chỉ có tiền tốn tiền nước thôi ha. Ở đây là huyện gì ha? Huyện Hớn Quản của Bình Phước. Dạ dạ. Chạy hơn 3 tiếng thì mình nhớ tạm em ăn mọi người. Sáng nay thì mình sẽ dùng cái tô hủ tiếu xương. Thời điểm này chuyến xe sang Lào khá là đông khách. Mình phải đặt trước đó khoảng hơn 10 ngày để có chuyến xe từ ở Việt Nam sang Lào, đặc biệt là ngay tại khu thủ phủ người Việt đó là phố Bắc Xế, tỉnh Chăm Ba Sắc. Phía sau lưng của Bùi Hồ á, mọi người có thể thấy rất là nhiều người Việt hiện nay đi trên chuyến xe sang Lào ăn Tết. Và bây giờ thì mời các bạn nghe một anh người Việt ngay tại Sài Gòn chia sẻ về một cái ngày lễ hội Tết tại Lào như thế nào ha. Ở đâu? Sài Gòn luôn.
qua ăn Tết hả? Ở Bắc Xê. Ờ, anh có người thân ở Lào hay sao? Ờ, ngay tại Bắc Xê luôn. Chợ Chăm Ba Sắc không anh? À, chợ Đồng Hương ấy. Chợ Đồng Hương ha. Anh đã bao nhiêu lần ăn Tết Lào rồi? Nhiều rồi. Nhiều rồi hả? Dịch không đi thôi. Tết Lào có gì thú vị không anh? Vui lắm. Ờ, vui lắm hả? Anh là người Lào hay người Việt? Người Việt. Người Việt nhưng mà qua Lào ăn Tết hả? Ờ. Quán Tết ở bên này. Quen rồi. À, cái Tết Lào với lại Tết Việt nó có gì khác nhau nhiều không? Là thứ khác. Sau hơn 1 giờ di chuyển từ trạm cơm Bùi Hồ và cũng như là xe đang tới một cái cửa khẩu gọi là quốc tế Hoa Lưng. Đây là địa phận Việt Nam thuộc tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Và xe mới vừa dừng ở đây để Bùi Hồ cũng như là mọi người có thể đóng mộc nhập cảnh sang các nước Campuchia. Sau đó thì sẽ di chuyển một đoạn đường cũng khá dài và sẽ nhập cảnh sang Lào. Và bây giờ ở trong này thì người ta sẽ không có cho mình quay phim cũng như là chụp hình. Bùi Hồ sẽ ốp máy tại đây và làm thủ tục nhập cảnh để di chuyển. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ làm một cái thủ tục nhập cảnh sang đất nước Campuchia. Theo chia sẻ thì mỗi một cái hộ chiếu passport là phí là 50.000 đồng cho một người khi mà nhập cảnh sang đất nước Campuchia ha. Còn bây giờ thì mình sẽ lại đó làm một số thủ tục nhập cảnh sang các đất nước Campuchia. Này là trái cây cam của quýt của Việt Nam chở qua. Hiện nay là 12:30 và đoàn xe của mình đang đến một cái tỉnh gọi là có tên là tỉnh Tung Tren. Đây là một cái tỉnh ở phía bắc của đất nước Campuchia. Khoảng hơn 5 giờ đồng hồ nữa thì mình sẽ đến được nhập cảnh sang Lào. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ vào đây dùng cơm trưa tại nơi này nè cô bác anh chị. Và ở đây là địa phận của đất nước Campuchia thì không biết rằng là ở đây sẽ sử dụng tiền Việt hay là tiền Campuchia nữa. Ở đây mình có thấy phở Sài Gòn kìa. Đó. Và đặc biệt á là khi mình đến đây mình dùng cơm thì mình không cần phải trả tiền. Tại vì nhà xe họ đã lo luôn cái phần cơm cho mình rồi. Trong cái phần tiền vé 1 triệu đồng á, thì họ bao luôn cả phần ăn trưa như thế này và ăn sáng. Bây giờ mời cô bác anh chị cùng vào đây ha. Khi mình đến đây á, thì chủ nhà xe đã đặt những cái phần ăn như thế này sẵn. Và mỗi một bàn như thế á, thì có 7 người ăn. Những cái món ăn cũng khá là giống ở Việt Nam. Chắc có lẽ là chủ trạm dừng chân này cũng là một người Việt Nam. Cái món này là thịt kho, thịt ba gọi kho, bên kia là canh với lại trứng chiên. Một món nữa là đồ xào bên đây nè mọi người. Mọi người cùng ăn cơm ha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại địa phận của đất nước Campuchia. Đây là cửa khẩu giáp giữa Campuchia và Lào, ở phía nam Lào ở cửa khẩu. Và bây giờ thì nhà xe của mình cũng đang chuẩn bị làm thủ tục để xuất cảnh Campuchia và sau đó nhập cảnh sang Lào. Hiện nay là 2:30 chiều và nhà xe cũng cố gắng gấp rút để chuẩn bị đến Lào cho kịp dựng một cái Tết rất là đặc sắc ở Lào. Và bây giờ thì vô đây làm thủ tục nhập xuất cảnh của bác anh chị. Và hiện tại thì Bùi Hồ đang đặt chân đến cửa khẩu thuộc tỉnh Chăm Ba Sắc của đất nước Lào. Phía sau lưng này thì rất là nhiều người đang làm thủ tục chờ nhập cảnh cũng như là mua sim nè, đổi tiền Lào để mà sử dụng sang ở đất nước Lào. Ở đây thì mọi người đang mua một cái dịch vụ đó là sim Unitel của Lào. Đây là một mạng của Viettel kéo sang với mệnh giá là 50.000 đồng một sim card như vậy, hoặc là 30.000 kiếp một sim card như vậy. Thì bây giờ thì mình cũng sẽ vào ở trong này để mà mua một cái sim để sử dụng mạng 4G cũng như là gọi tại Viettel trong những ngày mà mình lưu trú tại đất nước Lào nha. Có thể do anh mua bằng tiền gì? À, có tiền. Mua bằng tiền gì? Mua bằng tiền kiếp hay tiền Lào? Kiếp. Hả? Kiếp Lào hay là Việt Nam đồng? 50 Việt Nam. 30. Kiếp Lào Việt Nam đồng. Lào sự. Kim Lào. Kiếp Lào. Tiền Lào mua hay tiền Việt mua? Lào. Ta trên biên được, ta trên kiếp được. Tiền Lào cũng được đúng không? Dạ.
kiếp bao nhiêu? Một ngày có thể là nhiều đi. Trên 50, tại trên kiếp 30. Đây là 50.000 tiền nếu như sử dụng tiền Việt. Sử dụng tiền Việt á để mua. Đúng rồi, là 50.000, còn tiền kiếp là 30.000. Thì mình nên mua mỗi người một sim này sử dụng 4G. Dạ, sim 4G. Cái này sim 4G. À. Từ con số chứ xem số nó đẹp đẹp tí. À xe đẹp chưa? Ok. Đây là những cô gái người Lào. Tuy nhiên khi bán sim tại cửa khẩu này, họ sử dụng tiếng Việt cũng khá là thành thạo luôn mọi người. Điều khá là bất ngờ đó là đây là địa phận giữa Lào với lại Campuchia, nhưng mà cái cô gái này là người Lào, nói chuyện tiếng Việt cực kỳ giỏi luôn. Em có bạn trai người Lào, người Việt hay sao vậy? Hai người. Hai người là một... tiền kiếp 60, tiền Việt là 100. 100, tiền Việt là 100. Đây, 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 kiểm tra coi. Có tiền chưa? Được, kiểm tra ra đây. Đó, kiểm tra. Xe được rồi. Kiểm tra. Kiểm tra là sao 1, 2, 2, 5, 5. Không, ok. Nọn, nọn okay. Là em á. Nọn là em. Nọn hả? Nọn ngam lại. Đó. Ôi, cảm ơn anh, cảm ơn dữ dữ. Nọn ngam lại. Để mua được một cái chai nước này, mình phải sử dụng đúng 10.000 kiếp. Tên tiếng Lào là Sifan Kiệp. Lúc nãy là mình chưa có đổi tiền sang sang tiền Lào á, mình sử dụng tiền Việt á thì anh không có chịu mọi người. Bây giờ mình sẽ khui cool chai nước cam này ra mình uống ha. 10.000 thì nó khoảng tương ứng với khoảng 13-14.000 tiền Việt Nam. Rồi. Chai rất là nhỏ, dung tích ở đây thì vitamin C cũng khá là ít, khá là ít. Nhưng mà ở đây họ để đến là 200% vitamin C. Ừ. Ngon á. Ngon á. Ngon. Ngon. Ít đường. Ê, ngon. Đẹp đẹp. Khẹp chai lại. Đẹp. Em nói là sao? Đó, anh đẹp đẹp. Anh đẹp lắm. Anh đẹp lắm. Hiện tại chuyến xe của mình đang có mặt tại km số 8. Và phía sau lưng Bùi Hồ đây là một trong những cái chiếc xe bán tải. Những cái chiếc xe mà được ưa chuộng nhất tại Lào, đó là những cái chiếc xe với cái thùng bán tải ngoài sau như thế này. Mục đích á là người ta có thể chở được nhiều người đi dạo ở trên phố hơn. Còn mục đích thứ hai mà cô bác quý anh chị cũng như tất cả các bạn khi mà đặt chân đến Lào, đó là những cái chiếc xe như thế này, họ dùng chở những cái đồ lỉnh kỉnh ở sau lưng. Hoặc là có đôi khi ở Lào mà hình ảnh ở Lào mà các bạn không thấy ở những nước khác, là những cái chiếc xe bán tải giá trị tiền tỷ như thế này á, họ có thể dùng để đi cắt cỏ cho bò ăn. Và loại hình giao thông đường bộ mà phổ biến nhất ngay tại đường phố Lào á, đó là xe túc túc và xe xám lọ. Ở Lào á, giao thông á, thì người ta sẽ không có bao giờ bóp còi. Khi thấy người ta đi bộ sang đường thì người tham gia giao thông điều khiển xe mô tô hay là xe gắn máy, họ sẵn sàng nhường đường cho mình đi. Đó là một trong những cái mà mình ưa thích nhất ngay tại Lào. 20 phút nữa thì mình sẽ đến cái nơi gọi là km số 2. Và tối nay á, thì các anh em sẽ mướn nhà nghỉ, rồi sẽ nghỉ và ăn uống tại đêm để kết thúc một hành trình dài ngày ngay tại đất nước từ Việt Nam sang Lào. Và đây là một cái chiếc xe lam ngay tại Lào. Sau khi xe dừng chân tại bến thì sẽ sử dụng cái chiếc xe này để đưa trung chuyển các hành khách đi các nơi ngay tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Chăm Ba Sắc, cũng như tất cả các nước khác mà Bùi Hồ đã từng đi qua. Thì trước khi đặt chân đến đất nước thì thứ nhất là phải sử dụng sim mạng ở trên đó để sử dụng những cái thiết bị di động như là 4G nè. Thứ hai là đổi tiền. Và đây là tiền kiếp của Lào, của bác quý anh chị. Lúc nãy thì Bùi Hồ mới vừa đổi được 2 triệu tiền Việt Nam đồng, đổi sang được 1.4 triệu tiền kiếp. Mệnh giá Lào lớn nhất là 100.000 kiếp, thì nó khoảng là được 100.000 kiếp Lào thì khoảng là 140 Việt Nam đồng. Đây cô bác quý anh chị, ở đây thì Bùi Hồ có cho cô bác quý anh chị đây là xem. Đây là mệnh giá 50.000 kiếp nè. 50.000 kiếp. 50.000 kiếp thì nó khoảng 70.000 Việt Nam đồng nha. Ở đây thì không có mệnh giá cao nhất của Lào là 100.000 kiếp. Còn đây là 10.000 kiếp. Đây là 10.000 kiếp. Và thậm chí là cái mệnh giá nhỏ hơn đó là 2.000 kiếp. 2.000 kiếp Lào. Còn có mệnh giá 1.000 nữa là bé nhất ở trong cái đơn vị tiền tệ là tiền kiếp của Lào. Còn bây giờ thì các anh em cũng đã đặt chân đến nơi cần đến rồi. Và cái chuỗi hành trình video sắp tới là sẽ đón một cái Tết đặc biệt, một cái Tết đặc sắc của đất nước Lào. Một cái tham gia một cái lễ hội gọi là lễ hội té nước để xua đi những cái xui xẻo mang đến may mắn tại Lào. Còn bây giờ các anh em sẽ tiến hành nhận phòng và nghỉ ngơi. Và bây giờ thì
mọi người cũng đang chuẩn bị chất đồ lên xe nè. Một cái chiếc xe lam mà tưởng chừng như là ở Việt Nam hồi năm 1990 á, bây giờ vẫn ở Lào vẫn đang còn sử dụng á. Mọi người có thể thấy đồ đạc thì lỉnh khỉnh. Đi chỗ nào? Lấy cái xe. Đa số là người Việt Nam cũng nhiều. Đi nha. Bán 3 tỷ bán không? 3 tỷ không bán. Anh Hòa làm nghề lái xe qua Lào này bao nhiêu năm rồi? Anh chạy đến đây được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Nhưng mà qua Lào thấy nó cuộc sống nó nhẹ nhàng anh Hòa. Đúng rồi, không có bon chen.